quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 1784 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hôm nay các địa phương trong tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 3 năm 2021 cho gần 24.700 người, trong đó hơn 17.200 người sẽ tiêm mũi 1 và gần 7.500 người tiêm mũi 2. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sáng nay tại điểm tiêm trạm y tế phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được triển khai tiêm cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn hai phường Mường Thanh và Tân Thanh. Mọi công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực được chuẩn bị chu đáo. Các bàn tiếp đón, tư vấn, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm được đảm bảo theo nguyên tắc một chiều để phòng chống lây nhiễm COVID-19. Đây là cái đợt tiêm chủng với số lượng đối tượng lớn so với từ trước đến nay, mà cũng là cái vaccine mới. Nên là chúng tôi chú trọng cái công tác khám sàng lọc thật kỹ để phân loại ra đối tượng nào thuộc diện và đạt được cái được tiêm đấy thì chúng tôi sẽ đưa vào tiêm, còn các cái trường hợp mà có phản ứng sau, có cái phản ứng trước đây ấy, thì là hoặc là có cái mẫn cảm thì chúng tôi sẽ cho tạm hoãn để đợt sau tiêm. Trong chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 là chiến dịch tiêm có quy mô lớn, số lượng người tiêm nhiều nhất từ trước đến nay, nên mọi công tác chuẩn bị đã được gấp rút triển khai ngay trong đêm 15 tháng 6 khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại các điểm tiêm đã bố trí các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong tiêm chủng và bố trí các tổ cấp cứu lưu động để xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Ngay từ trong đêm hôm qua chúng tôi đã phải cùng với tham mưu cho ban chỉ đạo thành phố và các ban chỉ đạo xã phường để lên được cái cơ sở vật chất theo quy trình về kỹ năng để thực hiện về tiêm chủng, thì theo quy trình là 4 bàn để sàng lọc và khám để đến thực hiện cái tiêm chủng an toàn. Ở vấn đề về khám sàng lọc, chúng tôi đặc biệt là quan tâm cái thứ nhất theo 12 cái chỉ số của phiếu khám sàng lọc yêu cầu, và nhất là những cái chỉ số liên quan đến cái chống chỉ định là chúng tôi hoàn toàn tuyệt đối là khám xét rất là kỹ để đưa đối tượng tiêm thật an toàn. Trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3, công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Khi mà được tiêm phòng COVID thì không những bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình mà cũng giảm cái nguy cơ lây nhiễm, rồi giảm cái tỷ lệ tử vong để cho miễn dịch trong cộng đồng. Lúc đầu đến đây tiêm thì mình cũng được khám sàng lọc rất là kỹ, và khi sau khi tiêm thì mình cảm thấy là sức khỏe mình bình thường thôi. Đến điểm tiêm thì bản thân mình và mọi người cũng đều được khám sàng lọc, rồi kiểm tra huyết áp, rồi là mạch đập chẳng hạn. Rồi sau tiêm thì mình thấy cũng rất là bình thường, không có vấn đề gì. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021 sẽ được triển khai tại 51 cơ sở tiêm chủng, tại 129 xã phường thị trấn, trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố. Chiến dịch được tổ chức làm 2 vòng. Vòng 1 tiêm mũi 2 của đợt 1, mũi 1 của đợt 3, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Vòng 2 tiêm mũi 2 của đợt 2 và tiêm vét mũi 1 của đợt 3, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.